Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 214. Ô, tôi có cái quạt cái đó mất rồi ha. Kỳ thứ 214 vẫn còn học ở trong cái phẩm của Bồ Tát Sư Tử Hống. Hôm trước chúng ta học tới cái đoạn mà cái phẩm Sư Tử Hống này là có cái mục đích là nhằm chỉ rõ cho hàng Bồ Tát thập trụ, thập địa, thập hồi hướng lên vô thượng Phật đạo. Thập trụ, thập địa, thập hồi hướng là như tôi nói mà hổm, là trong đó, là trong cái quá trình đó là cả tam a tăng kỳ kiếp đấy, nó ở trong cái ba cái từ thập trụ, thập địa, thập hồi hướng, từ thập địa tới pháp vân địa, tức là địa thứ 10, trong đó là hai a tăng kỳ kiếp. Mà để ý là trong kinh điển mỗi một cái từ nó có cái ẩn dụ sâu sắc, như là tam tư lương, như là tứ gia hạnh, như là thập địa. Và trong thập địa có từ quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, vân vân, đều là một cái ký hiệu để nói lên một cái địa vị đó, là cái người ta tu nó chứa đựng cái pháp môn tu chính của người ta ở trong từ cái danh từ để chỉ cho cái địa vị đó, hoặc là cái tên của vị Bồ Tát đó. Chỗ đó chúng ta nên để ý. Thành ra chúng ta đừng có vội mà phải học nhiều lắm, mà chúng ta phải để ý mà tư duy, mà tu tập quán chiếu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp là công nhằm chỉ rõ cho hàng Bồ Tát trụ địa hướng lên vô thượng Phật đạo. Những công năng và thành tựu như vậy, từ đó thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh vươn vai mà ra, tức là nói cái sư tử nó vươn vai đó. Thì để ví dụ rằng là
nó phát xuất từ cái phẩm thánh hạnh, phẩm hạnh thiên hạnh, mà ứng dụng cái pháp tu hành đó để chỉ rõ cho cái hàng thập địa thập trụ tiến lên vô thượng Phật đạo. Cho nên sư tử Vương Gia vì muốn cho chúng sanh dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn, sư tử ngáp dài nói chuyện. Con sư tử nó có 10 cái động tác mà sư tử ngáp dài, để nói rằng là chúng ta tu hành phải dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn. Kiêu mạn là một cái thứ ở trong 6 cái món căn bản phiền não. Cho nên đi học lần lên kinh điển rồi chúng ta phải trở lại, chúng ta phải ôn lại, chúng ta học cái gì, học để làm gì. Ở đây nè, sư tử là ngáp dài nè, rồi sư tử dương dài, sư tử ngáp dài nè, là muốn chỉ cho chúng sanh dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn. Mà kiêu mạn là một trong 6 cái món căn bản phiền não, cũng gọi đó là tư hoạch. Một trong 6 cái món tư hoạch đó là tham, sân, si, mạn. Mạn là kiêu mạn. Chúng ta tự đắc, tự hào, tự kiêu, tự đại, chúng ta mạn quá mạn, tuy liệt mạn, tà mạn, là nhiều cái thứ mạn lắm. Cho nên là muốn chúng sanh dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn. Thí dụ như mình học đạo mà không khéo mình kiêu mạn dữ lắm á, đi tới đâu đụng đâu mình cũng đã phá đó, mình cũng chê bai đó. Thật sự ra mình hiểu đạo thì hiểu, học đạo sâu thì sâu, nhưng mà phải để ý mình dẹp bỏ cái lòng kiêu mạn, kiêu căng ngạo mạn, chê bai người khác. Tôi ta phụ trách, đó là vai trò bổn phận trách nhiệm của những người đệ tử Phật, những người tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh, kể cả Như Lai Thế Tôn. Trong khi thuyết pháp vẫn tôi ta, tức là đánh đổ, chỉ rõ những cái gì sai trái, thậm chí công kích, đối thoại, để cho nó hiển bày cái chân lý, để cho người trí người ta nghe mà người ta tu tập. Thế thì tồi tà, dẹp bỏ, xô dẹp, đánh đổ cái tà kiến dạy dò, nhưng mà không phải là kiêu mạn. Không phải kiêu mạn, là vì muốn lợi ích cho cái đối tượng mà mình muốn nói chuyện với họ, muốn giúp đỡ họ, muốn độ cứu độ họ. Tôi nói ví dụ như Đức Phật hồi đó, ông hồi mà độ cho cái ông Ca Diếp cũng là một cái vấn đề khó lắm. Ông Ca Diếp là đệ tử ông đông lắm đó chứ, nhưng mà ông là chủ trương là thờ thần lửa. Thì cái bữa nọ Đức Phật đi tới cái chỗ đó, thì ông Ca Diếp biết rằng ông Phật giỏi, Đức Phật giỏi hơn Sa Môn Cù Đàm, đạo lý cao siêu hơn ông. Cho nên là ông trọng kính, nhưng mà vì quyền lợi, ông nói rằng Sa Môn Cù Đàm, tôi thì tôi không có ý gì khác, nhưng mà Sa Môn Cù Đàm tới đây đó, thì cả trong cái thành này, trong cái đất nước này, đa số người ta nói tôi là chứng A-la-hớn quả. Tôi đang truyền bá đạo đức của tôi dạy họ. Nhưng mà nếu Sa Môn Cù Đàm ở đây, ngày mai này tôi thuyết pháp, rồi những người kia mà họ nghe họ biết, thì có Sa Môn Cù Đàm ở đây, mà nếu mà Sa Môn Cù Đàm mà họ hỏi rồi ông Cù Đàm dạy họ, thì họ biết rằng là tôi thua, tôi không bằng, rồi họ bỏ cái đạo của chúng tôi. Thế thì Đức Phật nói tôi hiểu rồi, đừng lo cái việc đó.
nhưng mà tôi muốn nghỉ đây một đêm. Vậy trong cái đền mà thờ thần lửa, ông Ca Diếp cũng nói ngài ở thì tôi cũng không tiếc gì, nhưng mà đều nó cái chỗ nó không được đàng hoàng, và chỉ còn có cái chỗ cái đền mà thờ thần lửa đó thì là có thể nghỉ được, nhưng mà trong đó nguy hiểm lắm, nó có những cái con rắn độc ghê gớm mà chúng tôi cũng chưa làm gì được nó. Đức Phật nói là không sao, ngài cứ cho tôi nghỉ ở trong đó được rồi. Thế thì Đức Phật nghĩ vô trong cái chỗ có con rắn độc, con rồng độc, rắn độc ghê gớm, Phật nghĩ đó đêm. Vì nhân cái việc đó đó mà có một cái cuộc đối thoại với ông Ca Diếp. Ông Ca Diếp chủ trương thờ thần lửa. Đức Phật hỏi vì sao mà ở đây mình tôn trọng, mình kính quý thần lửa thôi. Thì ông Ca Diếp nói rằng là bởi vì lửa đó là nhân loại này phải nhờ lửa mà sống. Không có lửa là người ta đói, người ta lạnh mà chết. Và tất cả những cái mà làm cho người ta sống còn, ăn uống ấm lạnh, chống rét này kia đều là nhờ lửa. Thế thì Đức Phật bình tĩnh nhẹ nhàng, Đức Phật nói thưa ngài Ca Diếp, nếu như ngài nói là lửa là không có lửa thì nhân loại chết, con người chết vì lạnh, vì không nấu nướng đồ ăn thì con người không sống nổi, nó thành như súc vật thì không được rồi, nhưng mà làm người mà không nấu không chín thì là ăn không được, không sống được. Do vậy mà cái đạo ngài thờ lửa, tôn trọng lửa. Thế thì phỏng sử như có người ta nói rằng là nên thờ nước, bởi vì nếu mà người ta không uống nước ra trong vòng nhịn ăn có thể 2-3 ngày cho tới 10 ngày mà uống nước thì còn sống được, thậm chí người ta uống nước không 3 tháng người ta còn sống được. Nhưng mà không có nước là trong vòng 2-3 ngày chứ. Do vậy cho nên nếu người ta nói rằng là không có nên thờ thần nước thì ngài nghĩ sao? Lúc đó ông Ca Diếp thấy mình thua rồi, cái mà thờ thần lửa của mình là không đúng rồi, sai rồi. Từ đó ông Ca Diếp mới là đi theo làm đệ tử Phật đó chứ. Thành ra tồi tà phụ chánh, đánh đổ cái tà thuyết, biện luận để cho nó ra chân lý thì có, nhưng mà kiêu căng ngạo mạn thì không. Người mà còn có ý kiêu căng ngạo mạn đó là phàm phu, mà phàm phu thì làm sao mà chính thức được. Cho nên cái chữ kiêu căng đó chúng ta cũng phải để ý đó, chứ đừng có nói đại học cái gì đó xa xôi ghê gớm đâu. Rồi cái trường hợp khác nói về cái chuyện mà cầu nguyện giáng sinh, Đức Phật không chịu cầu nguyện giáng sinh. Đức Phật cũng biện luận rằng là thí dụ như con sông nó bề ngang nó là 100-200 thước, như sông Đồng Nai, như sông Tiền Giang, Hậu Giang chẳng hạn, muốn qua bên đó chúng ta phải làm sao? Một người người ta biết lội thì người ta lội qua, còn người không biết lội thì người ta phải kiếm cỏ, tệ nhất là phải cỏ rơm rác làm một cái bè để người ta qua. Còn khá hơn nữa thì ta mua một chiếc tâm bản, một chiếc thuyền để ta chèo ta qua sông. Như hiện đại đời nay thì ta đi qua cái đò máy nó còn nhanh hơn nữa. Chứ còn mà ở đó mà đứng mà cầu nguyện mà van xin đó, thì cái người mà cầu nguyện van xin cùng với cái người mà ôm cái bè, cái thuyền cỏ mà qua sông đó, thì người nào tới bến còn người nào lại không bao giờ được qua sông. Để thế thì cũng là một cách biện luận đó. Giáng sinh cầu nguyện không có thể qua sông được, lại lục ông thần này ông thánh nọ không thể qua sông được đấy. Bây giờ tất cả là đồng bào của ta đây này, 50-60 giống dân đây nè. Bây giờ kêu cho họ coi, họ tôn thờ 50-60 thứ đạo đấy, mà muốn qua sông thì họ thờ không được, cầu nguyện lại lục giáng sinh đi, coi cho họ là người thế nào. Còn nếu chúng ta là người có trình độ, có sáng kiến,
chúng ta hoặc là làm cái bè chuối, hoặc là chúng ta có một chiếc xuồng ba lá, chiếc tâm bản chẳng hạn, thì ai là người được qua sông, còn ai là người không được qua sông? Cầu nguyện giáng sinh tất cả thành thánh trên thế giới cũng không bao giờ được qua sông. Đấy, tội tà phụ trách là vậy đó. Cho nên việc tu hành là phải ứng dụng chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, nó đem lại sự giải thoát giác ngộ, chứ không có cái vụ giáng sinh cầu nguyện tâm sự nhờ thầy mà thầy đưa mình lên cảnh giới cực lạc Tây Phương hay là cảnh giới Niết Bàn. Kinh điển lý luận dữ lắm, tội tà phụ trách thẳng thừng, nhưng mà không có kiêu căng ngạo mạn. Để ý cái chữ đó, đó. Vì lý cho người khác mà nói, chứ không phải vì là thỏa mãn cái tự tôn tự đại, tự đắc tự hào của mình mà nói. Nếu vì tự tôn tự đại, tự đắc tự hào là kiêu căng, là ngạo mạn, là nó là một cái thứ căn bản thuộc về một cái thứ tư hoặc trong sáu thứ tư bạc tư hoặc, một thứ căn bản về não trong sáu thứ căn bản về não. Cho nên cái chữ đó, đó chúng ta là đi từ 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 chúng ta phải học đó. Thế nên vì lấy cho họ mà nói thì không sao, mà còn có ý kiêu căng ngạo mạn trong đó là không nên. Vì dẹp bỏ cái lòng kiêu căng ngạo mạn mà sư tử ngáp dài, vì muốn cho chúng sinh được tứ vô ngại biện, sư tử trụ vững bốn chân trên đất trời. Tứ vô ngại biện á, cái thời kỳ mà tôi còn học á thì tôi vẫn học thuộc lào lào, mà tôi không tin rằng là chừng nào đó những người tu hành có được tứ vô ngại biện. Nhưng mà qua một thời gian vừa học vừa tư duy vừa dạy vừa tra cứu thì tôi thấy rằng tứ vô ngại biện Bồ Tát có thể có, đó là sự thật. Tứ vô ngại biện là gì? Là bốn cái thứ biện tài vô ngại. Bốn thứ biện tài vô ngại, một là pháp vô ngại. Nhìn vạn pháp, nhìn đâu cũng đều là cái đầu đề, một cái điều kiện, một cái dữ liệu để cho mình phát huy cái ngôn từ để mà giáo hóa chúng sanh tùy theo căn cơ trình độ của họ. Cái gì cũng nói pháp được hết, nhìn đâu cũng nói pháp được hết. Do vậy mà mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi nghề nghiệp làm ăn cái gì mà nếu họ có căn cơ, họ có thể tiếp thu được, thì Bồ Tát có thể dựa vào ngành nghề việc làm của họ mà diễn đạt, để cho họ nhận thức được chánh pháp, họ xoay về với chánh pháp, với Phật pháp. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất là pháp vô ngại biện. Còn cái pháp vô ngại biện nữa đó là từ núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, không có cái gì mà hỏi mà nói không được. Hỏi cái gì cũng đều nói được. Thế thì tại sao thông minh dữ vậy? Có thật vậy không? Nói rằng thông minh mà cái kiểu thế gian đó thì không phải là thông minh như vậy, nghĩa là không cần phải học nhiều tỉ mỉ hành tỉ cái gì đó cho biết trong trí mình có hành ra tỉ cái rồi để đòi hỏi cái gì mình cũng biết, không cần học, không vậy. Mà pháp vô ngại đây á là người ta nói một cái một thôi, ta hỏi gì chứ cái bình sen đẹp đẽ này là do cái gì có, ai làm cho nó có màu xanh màu đỏ đẹp đẽ như thế, từ đó cái gì, do cái gì, ai làm, và tại sao làm cái bình sen như vậy mà cái bình qua quệ, qua lít, thì qua lên là qua bông súng thì nó lại không giống cái này là sao,
là sao nói được. Thế thì là nếu mà mình ở đó mình học hoài theo như các cái nhà khoa học ngày nay đó, phải nói tìm trong này bao nhiêu chất bao nhiêu gì đó, nói cái đó nó hoài không bao giờ nói rồi. Mà cái người mà pháp vô ngại viện ở đây, người ta học rằng là cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, nó không là cái gì hết á. Đừng có tìm nói nó là cái chất gì, làm ra cái gì mà có ra cái màu này màu nọ màu kia, ra cây này cây nọ cây kia, đừng hỏi cái đó. Mà nó là thực tướng của nó là vô. Rồi tùy theo như thị tướng, đây là nhân cái này như thị tướng, nhân cái này như thị tướng, rồi cứ chỉ là như thị tướng, như thị tướng, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu, cứu cánh. Hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Cho nên nghiêm nói như thế. Hư không không là gì hết. Nhưng mà tất cả những cái gì của núi sông, đất liền, trời trăng, mây nước, cỏ, cây, hoa lá, nói chung là hiện tượng. Vạn pháp, thực vật, động vật, pháp vật. Thể của nó là không có cái gì hết, tùy theo cái duyên mà nó sanh khởi. Đấy, do vậy cho nên là pháp vô ngại biện, không có cái pháp nào là người ta bị bế tắc hết. Thấy rõ cái nguồn gốc của nó rồi là nói không bao giờ bế tắc. Giảng pháp gia không có, là do duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Kể cả cái quả đất mà các ngài đang ở, chúng ta đang ở, nó cũng là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Mới các ngày mấy bữa nay đây, động đất từ Pakistan, từ Ấn Độ, từ Indonesia, rồi bây giờ động tới Việt Nam mình lay chuyển cả nhà lầu, cả đất đai. Bữa ở đây, tôi ở đây nè, động ở đây là mọi người đều là nhận thấy hết đấy. Đấy. Do vậy cho nên nó là từ duyên sanh. Mà duyên thì nó không có là cái gì hết, nó không có gì hết, vậy mà nó có thể duyên khởi ra cái có. Thế thì nó muốn như vậy. Bây giờ chúng ta coi cái tivi á, coi cái điện thoại di động đây nè, mà chúng ta tư duy để mà chúng ta so sánh, chúng ta biết nói như vậy có trúng hay không. Hoàn toàn là đúng. Đây, các vị giờ ở trong hư không này, các vị thấy cái gì trong đó? Không có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, không có âm thanh, ngôn ngữ gì hết. Không có gì hết á. Nhưng mà thật sự nếu mà có cái tivi bấm nút cái bóc là nó hiện lên là đủ thứ màu và đủ thứ âm thanh, đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới. Thế thì cái thực tướng của cái gì trong tivi đó là vô, là sống, là hạt, là điện. Mà cái đó là bình thường về mình nắm bắt không có được. Chỉ có nhân duyên hòa hợp thành tựu là cái nhân duyên, đủ điều kiện nhân duyên đó thì nó ra cái đó. Mà còn không đủ điều kiện cái đó thì tất cả những cái sống, cái hạt, cái màng, cái hình, cái ảnh, cái âm thanh, là cái tiếng nổ vân vân ở trên hư không này đủ thứ hết rồi mà chúng ta không hề thấy, không hề nghe, không hề biết. Là tại vì nhân duyên đó nó hòa hợp chưa có đúng cái kiểu như thị. Nó phải như thế, như thế. Muốn cho cái tivi nó hiện màu đó, nó phải như thế, như thế. Mà tivi mà chế chất liệu xấu thì nó hiện cái màu hình ra như thế, như thế, như thế. Đó là chuyện thị đó. Mà muốn kỹ thuật cao thì nó ra cái hình ảnh đẹp, mịn màng, âm thanh nghe êm dịu như thế, như thế, như thế. Đó là chuyện như thị. Giảng pháp nó tùy theo cái tánh như thị của nó mà nó hòa hợp, mà nó nương giáo, mà nó hình thành, đều là từ như thị. Mà thực tướng của nó là không có tướng gì hết. Coi tivi cũng có nghĩa là giảng pháp được. Nghe điện thoại di động cũng có nghĩa giảng pháp được. Thành ra là tứ vô ngại biện, tức là pháp vô ngại biện là vậy. Sống điện khắp thế giới lúc nào cũng có. Vậy mà cái luồng dây của người bên Mỹ, bà con bên Mỹ nói về Việt Nam,
lục giới bên Âu, bên Á, bên Úc, bên Phi, tất cả các nước đều là nó trà trộn trong đó. Vậy mà ai nghe của nấy, trong một nhà này mà 10 người nghe 10 nước trên thế giới gọi về đều là nghe như của ai nói nghe. Vì sao vậy? Vì cái máy nó khác nhau, cho nên cái như thị nó khác nhau. Anh phải bấm cái máy của anh như thế nó mới qua với cái người ở Việt Nam này, nó như thế như thế. Bấm cái máy mà ra cái gọi là mã số như thế nó mới ra cái người này như thế như thế. Anh bấm mã số khác một số thì nó ra như thế là không trúng. Đấy, chữ như thị là vậy đó. Thành cái thực tướng, cái tướng chân thật của cái điện thoại mà về đây mình nghe đó, nó không là gì hết. Vậy mà tùy duyên theo tính chất như vậy của nó mà nó có thể hiện ra có âm thanh, có ngôn ngữ. Đó là ta tư duy như thế. Thành ra cái ta được gọi là pháp vô ngại biệt, nhìn đâu cũng là dạng pháp, và thấy rõ cái thực tướng của dạng pháp rồi thì nói cái gì cũng trúng hết. Nói như vậy, có người nói rằng ông nói như vậy thì tôi không chịu nghe thì sao? Không chịu nghe thì thôi chứ sao? Thì cứ trầm luân sinh tử trong đau khổ, cứ ưu bi khổ não bình thường. Tôi nói ví dụ như cái giết nãy mà Đức Phật nói rằng là nếu ngài nói thờ lửa mới sống được tồn sinh kiếp con người, thì tôi nếu tôi hay hoặc người khác người ta nói là phải có nước mới sống thì sao? Ông có nhớ ông không ngộ, ông cứ thờ lửa thì đâu có sao? Ông là ngoại đạo. Còn nếu ông nghe là Phật, ông làm Phật đệ tử Phật, rõ ràng không phải do lửa, mà cũng không phải do nước, mà là địa thủy hỏa phong không kiến thức, mà là nói cỡ đó thôi chứ không phải nói cỡ đó là hết. Không phải địa thủy hỏa phong không kiến thức là cái nguyên nhân đầu tiên, địa là địa, mà còn hằng hà sa số cái gì mới ra có cái địa đó. Thủy cũng vậy, bao nhiêu cái gì mới ra cái thủy, chứ không phải là thủy là thủy. Cho nên ông nói thờ lửa mà sống, tôi nói thờ nước mới sống thì sao? Mà nếu thờ nước cũng không phải tôi nói là trúng, mà nó còn nhiều cái khác nữa. Đó là tứ vô ngại biện bài là như thế này. Cho nên mà cãi ông không thờ lửa, nói thờ lửa ông trúng, tôi nói nước mới trúng. Vì trong cơ thể con người khoa học ngày nay nói là 85% là nước, cho nên tôi nói nước trúng hơn ông. Cãi đó chẳng qua là cãi để đánh lộn thôi chứ, cho nên đâu có ra cái chân lý là vậy đâu. Cho nên hay lắm, tứ vô ngại biện tài là có thật, mà nắm được cái gốc của nó. Cái gốc của nó là gì? Tôi nói đại chúng đi, đừng có tu lung tung beng đi lại tùm lum mất công, lại tùm lum rồi tạo tượng tùm lum, không có cần. Thờ một ông Phật Thích Ca thôi, rồi ông Phật Di Đà là Phật Thích Ca giới thiệu, Quan Âm rồi Minh Minh là Phật Thích Ca giới thiệu, chứ không có cái ai mà thấy được cái ông nào hết á. Nhưng mà Phật Thích Ca giới thiệu là có cái dụng ý của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là vô số phương tiện để độ chúng sanh. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn thờ, thờ ông bổn sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì ông nói trúng, ông nói chân lý quá tuyệt. Cho nên chúng tôi tôn thờ ông là sư phụ, chúng tôi thờ ông, thờ ông để tôi học chánh pháp của ông nói, tôi ứng dụng chánh pháp của ông trong cuộc đời của tôi, và tôi sống theo chánh pháp đó là tôi có an lạc. Còn đừng có dạy dục mà thờ tùm lum, đừng có bỏ tiền ra mà đúc tượng Phật mà cao lên 100 thước, 150 thước để trao cao nhất thế giới, đồ bỏ. Pakistan nó bắn lần 2-3 ông cả, làm gì đó. Taliban á, làm gì đó. Rồi bây giờ Nhật Bản lại định đem qua cái là chiếu tia laser, chiếu tia gì đó để phục hồi cái đó để làm ăn, để vũ khí thiên hạ, du lịch. Cái đồ nó chẳng qua là cái cũng cái đồ làm ăn, ăn mặc ở ngủ cấp chấp, không ăn thua gì với cái giải nói giác ngộ hết á. Cho nên
cái mà cái mấu chốt của đạo Phật. Rồi đau đầu rồi nói cho đã rồi á. Vấn đề là phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa để chiếu kiến ngũ uẩn giới và không. Cái chỗ đó đó, cái chỗ đó là ghê gớm lắm. Cái đó bây giờ mà bắt đầu mà nói lại cái đó là các vị học thấy cũng vẫn còn mệt chứ đừng có nói. Học để ứng dụng, học để hành, học để sống trong đó, rồi các vị sẽ có an lành, hạnh phúc, giải thoát thật sự. Thành ra là tứ vô ngại biện là pháp vô ngại biện nha, nghĩa vô ngại biện. Anh nắm được cái thực tướng của vạn pháp là vô, thấy được ba cánh cửa là không, là vô tướng, là vô, là vô tác, thì không có cái nghĩa nào mà các vị cắt nghĩa không được. Cho nên ta là nghĩa vô ngại biện, ta dựa vào cái cơ sở không vô tướng, vô vô tác, nhìn trên hiện tượng vạn pháp phải thấy cho được nó vô tác. Vì vô tác cho nên nó có cái thực tướng là vô tướng. Vì vô tác vô tướng cho nên là cái thực tướng của nó là không có gì. Thế thì chiếu kiến ngũ giới không cùng với không vô tướng vô vô tác là nhìn bao quát hết sự vật trên cõi đời này. Do vậy mà không có cái nghĩa nào không còn nói được. Mấy người cãi tôi phải không? Cãi tôi phải không? Tiền tỷ 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 cả ngàn tỷ, có những người có ngàn tỷ có hạnh phúc không? Ở tu chung thân thậm chí tử hình kia mà còn hạnh phúc cái gì? Bao nhiêu người có bao nhiêu ngàn tỷ và chức tước cao có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là người chứ không phải là tiền bạc sự nghiệp danh vọng. Con người tri túc giả bần tiện dừng lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Cái người tri túc nằm dưới đất mà ngủ mà ăn cũng vui. Người không tri túc dầu ở thì gọi là thiên đường, cảnh đào quý tộc cao sang nhất thế giới cũng không có gì hạnh phúc. Đa dục thì khổ, sinh tử bị lao tùng tham dục khởi. Người nào đa dục nhiều là khổ nhiều thôi, mỏi mệt vô cùng, sợ hãi sống chết vô cùng là do tham dục mà ra. Hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người nào ít muốn, người nào biết đủ là thân tâm tự tại. Thấy không? Ông bác sĩ Tần là cái ông thuộc về cái hàng xếp ở trong bệnh viện bệnh dân thôi. Ông mới gửi tôi nhờ tôi chỉnh một cuộn băng cho ông. Ông có tất cả băng của tôi từ trước đến nay. Ông nhờ chỉnh cuộn băng và ông nhờ cái cô Phật tử này là nói lại với tôi rằng là tôi là mặc cái chiếc áo và cái kiểu của đi ăn xin như Phật hồi xưa đó. Mà nếu mà chừng nào đi á, thì cho ổng là cái người thứ nhất đi kế bên tôi. Ổng xin được là ổng đi kế bên tôi, kế sau tôi. Điều đó nói là cái gì? Tôi cười. Tôi nói rồi, rõ ràng quá rồi. Cái người mà nhận thức được chân lý đó, người ta thấy cái thứ tiền tài nè, danh vọng nè, địa vị nè, quý là giai cấp nè, ở trong xã hội này cuối cùng rồi là không có gì hết. Ta bằng lòng đó là đi cách thực thì tôi được đi trước, ổng đi sau vậy. Đấy. Điều đó nói là tiền tài không quan trọng rồi, danh vọng không quan trọng rồi, sự nghiệp không quan trọng rồi. Ta thấy rõ rằng là đa dục như khổ, sinh tử vì lão tùng tham dục khởi. Chỉ có con đường thiểu dục vô nhi là thân tâm mới tự tại. Đấy, cho nên là tôi mặc cái áo này là có người nói là coi cũng hay, có người nói coi kỳ ha. Tôi nói không sao hết à, trong kinh Duy Ma Cật nói thiên nữ và ở trong cái thất Duy Ma Cật ông sẽ là bác hỏi thiên nữ ở trong cái thất này được bao lâu rồi và ngài thường nói cái pháp gì, ngài sống bằng pháp gì. Thiên nữ nói tôi hễ tôi nói chuyện với hàng thanh văn á thì tôi nói pháp tiểu thừa, mà tôi muốn đối thoại với hàng độc giác dương giác á thì tôi nói pháp trung thừa, còn tôi mà nói chuyện với bồ tát á thì tôi sử dụng pháp đại thừa.
Thế thì là tôi muốn sử dụng thừa nào tôi cũng, nó tùy theo cái đối tượng mà tôi sử dụng thừa, chứ tôi không có thừa nào hết. À, thế thì tôi mặc cái áo này là tại vì tôi giảng tiểu thừa, có lúc tôi nói tiểu thừa, có lúc tôi nói trung thừa, có lúc tôi nói đại thừa, có lúc tôi nói y như giáo lý Bắc Tông, có lúc tôi nói y như giáo lý Nam Tông, mà kỳ thật là không Nam không Bắc, cũng không đại không tiểu không trung, cứ tùy nghi mà sử dụng thôi. Cho nên mai mốt là tôi có mặc cái áo ra kia là các vị đừng có nói tôi là chắc là muốn trở quẻ trở đũa vậy, không có. Tại vì tôi có quyền dẫn ngũ thừa thì tôi có quyền mặc đồ của năm thừa. À, cho nên là hôm qua bữa thứ sáu là ban tôn giáo mời tôi đi họp đồng thành hội mà. Cái áo này tôi mặc chưa có giỏi lắm, thành ra nó ướt tụt lắm. Mà giữa cái bữa hội nghị mà ở trong mà sửa tới sửa lui kỳ quá không? Thành ra tôi mặc cái áo bình thường tôi đi, nó có sao đâu. Bởi vì tôi là người có khả năng dẫn ngũ thừa thì tôi có quyền mặc áo của năm thừa. Không chỉ là ba thừa thì chuyện tự nhiên thôi, không có gì đáng ngại hết. Đấy, cái gì hỏi ngũ thừa tôi dẫn hết mà. Có thừa nào tôi nói không được đâu, thì tại sao cái áo nè là tôi không có quyền mặc. Thấy không? Cái đó tôi nói không phải tôi khoe đâu, nó là một ở trong cái tứ vô ngại biện tài đó, là tại vì tôi nắm được cái gốc rồi. Những người nào nói tôi áo này là tiểu thừa chưa hiểu đạo, nói tôi là đại thừa tôi mặc cái áo kia là đại thừa chưa hiểu đạo, thấy không? Là tại vì tôi nắm được cái gốc rồi, nghĩa là áo đâu có thừa, mà thừa không là con người, áo cũng không phải là khất sĩ, mà khất hay không là người. À, cho nên cái đó là nắm được cái gốc rồi là các vị có thể là vô ngại miệng. Thừa nào tôi cũng nói được, thì tại sao lại là áo tôi mặc không được? Tại sao lại là bữa nay là mặc đồ đầm, rồi mai mặc đồ tàu, rồi bữa kia mặc đồ Việt Nam, rồi bữa nọ mặc đồ Âu? Tại sao các vị mặc được, tôi là không có quyền? Đó là nghĩa vô ngại ha, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại. Từ vô ngại là ngôn từ vô ngại. Ngôn từ là nó nói cái gì? Ngôn từ là để diễn đạt những cái gì của núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Mà diễn đạt cái gì rồi cuối cùng á thì cũng phải đi tới cái chỗ thật tướng của vạn pháp là vô. À, còn cái pháp hữu vi này là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện, nói thêm nữa như bao tiêu, như càn thác bà, như là thủy trung nguyệt, như là cảnh trung tượng. Thế thì cỡ đó thôi chứ. Và có phải sự thật vậy không? Đúng. À, hiện tượng dạng pháp hữu vi là vậy. Thì còn gì nữa mà gọi là không gọi là từ vô ngại. Còn thực tướng của nhà pháp là vô, đúng không? Đúng. Đố ai tìm ra cái này là cái gì để ra cái hoa sen màu sắc đẹp đẽ như thế? Hoa huệ, hoa hồng, hoa lis, hoa mimosa, hoa một tên gì ở Đà Lạt cũng vậy thôi. Đố ai tìm? Đố ai tìm cái gì ra cái hoa đó? Mà tại sao nó lại sai khác như vậy? Đố ai? Không tìm ra được. Nó cũng thứ thôi, thực tướng của nó là vô, tùy theo nhân duyên, như thị như thị như thị mà nó ra như thị như thị như thị. Cái chữ như thị nó màu nhiệm lắm. Cái tivi mà anh làm thiếu hai món linh kiện là cái tivi đó coi nó có hộp có màu, mà anh thêm vô một món linh kiện nữa thì cái tivi nó cái màn nó mịn hơn, và anh mà thêm một cá thức tuyệt cú mèo của nó sao
thì cái tivi đó nghĩa là ai thấy cũng mê, hình ảnh vô cùng sắc sảo. Đó là gì? Là như thị, như thị như như thị. Trước đây 30 năm không có tivi màu, ở Việt Nam chưa có, thì đó cũng là như thị như. Như thị gì? Nó thiếu cái bộ phận để đèn để nó chiếu. Mà bộ phận đèn chiếu là khi mà anh vô anh coi trong đó nó có mấy cái ống để mà cái ngọn đèn nó chiếu vô đó thôi. À, một ống là chiếu ra là màu xanh, màu nâu, màu tím, màu đỏ gì, có bốn ống là nó chiếu vô, nó trà trộn vô, nó diễn đạt ra cái hình ảnh vậy đó. Chứ trong đó không hề có nước màu gì, khói màu gì cũng có. Mà tương quan tương duyên như thị mà nó ra màu sắc vậy đó. Thành ra cái đó ta gọi là từ vô ngại. Cái gốc của nó mình nắm được rồi là không có cái gì nữa, là không nói được. Cái thứ tư là lạc thuyết vô ngại. Nói ít thì nó hứng ít, mà nói nhiều thì nó trôi chảy nhiều, không bao giờ bế tắc. Độc đáo vậy đó. Tùy theo cái điều kiện, nói ít thì cái trí tuệ nó sinh ra ít, mà nói nhiều là trí tuệ nó sinh ra nhiều, nó tự nó cung cấp ra. Cho nên cái chú tài xế của tôi ra bữa hôm làm tôi mất 60.000, tôi tiếc của hội. Nó không có rành máy, cái máy xe hơi á, nó có cái quạt máy. Mà cái máy đó mà mới nổ cho xe nó chạy là nổ đàng hoàng, cái quạt nó không quạt, nó chưa có quạt. Nhưng mà chạy máy nổ nóng máy thì bắt đầu cái quạt nó mới quạt. Này nó không có rành, tảng sáng nó ra nó kiểm tra máy, nó trời sao cái quạt này không nổ, thầy ơi chạy về trái máy à. Đi kêu một cái thằng thở máy không có rành máy, mà không biết nó cố ý hay là nó vô tình. Nó bán cho mình mấy cái bậy bạ, thì dây bậy bạ gì, có ba cái chấu đem nhét vô đó để chạy đỡ, thì mình ăn công 10.000, bán dây tới 25.000, đem về chạy, đem về tới nhà thì nó gần chút là đè lên cũng không chạy nữa. Tôi mới nói ủa vậy thì nguyên quá vậy mà chạy gì đem qua 13 cái số, rước thở máy lên cho tôi coi. Trời Phật ơi, thở máy lên nó đo cái đồ của mình đâu hết rồi đó. Nó mở máy lên coi, mở máy lên là để rồ máy lên mạnh chút là tự nó quạt thôi, nấu máy tự nó quạt thôi, mà càng chạy nấu máy thì nó càng quạt, nó không ngừng, đậu lại nó cũng vẫn còn quạt, là tại vì là cái máy nóng rồi. Thế thì cái lạc thuyết vô ngại nó cũng giống như cái máy xe đó, à càng chạy thì càng quạt dữ, còn không chạy là không quạt. Cho nên cái trí tuệ của Bồ Tát mà tứ vô ngại biện tài rồi là càng giảng là càng hứng khởi, càng trí tuệ càng sát thêm. Tôi gọi đó là lạc thuyết vô ngại biện tài. Đấy. À, được sự muốn chứng được tứ vô ngại biện, sư tử vững bốn chân trên đất đắc, vì muốn chúng sanh dừng lòng kiên cố đối với tứ ba la di nên sư tử rống to. Đấy, cái từ tứ ba la di tức là bốn cái trọng giới. Mà mình học đạo mà mình không để bốn cái trọng giới á thì nói đúng ra không có học cái gì mà giỏi được mà tu hành giải thoát được hết. À, cho nên đây mình nói là sư tử là dình lòng kiên cố đối với tứ ba la di nên sư tử đóng. Sư tử không vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bô ma thất khước quy, thiên nhân tịch tính sanh hân duyệt.
Tiếng chánh pháp tạo tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời của Như Lai là vô quý trong trời người, hương tượng cũng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Người ta sư tử mình rống mà, là để muốn cho chúng sanh giữ vững tư mà là gì? Trụ trên đất chắc. Mà tứ ba la di là gì? Là dâm, sát, đạo, vọng. Bốn cái giới đó gọi là trọng giới, gọi là ba la di. Bốn cái trọng giới mà tu sĩ xuất gia thì bốn giới đó cũng là trọng giới, mà Phật tử tại gia bốn giới đó cũng là trọng giới. Cho nên chúng ta để ý cái đó, chứ chúng ta rời bỏ cái đó thì chúng ta chả có tìm đạo Phật ở đâu, có được cái gì khác lạ ở đâu. Sát sanh là nếu mà sát sanh là không có lòng từ bi được. Cho nên người đệ tử Phật thì Phật tuyệt đối không được giết người. Còn như Phật tử tại gia thì không được giết người là chuyện đó cũng tương đối dễ hiểu đó, làm được đấy. Còn cái mà không được giết vật đó, thì cái này là cái Phật tử tại gia phải có quan tâm, có để ý, có sắp xếp trong gia đình. Tôi chưa bảo các Phật tử tại gia ăn chay trường đâu. Ăn chay trường được là quý, nhưng mà không khéo các vị không làm việc nổi phục vụ xã hội, phục vụ gia đình đâu. Cho nên các vị có thể không ăn chay trường, nhưng mà trong tứ ba la di đó, cái từ mà bất sát đó, thì các vị giữ được đừng mua cái con vật sống đem về nhà. Mà bây giờ đây là có H5N1 nè, nên nó làm cho Phật tử đỡ dữ lắm đó. Không có mua gà dịch đem về để các cô nuôi lòng nữa ha. Ít bữa này là nó phải ngưng một thời gian dài, ta không cho bán á. Cho nên đấy là đừng các cổ nhô lông trong nhà, nói chung là vậy. Còn tất cả các cái khác ở xã hội người ta làm đó, khuất con mắt á, bất kiến bất văn bất nghi á, là các vị có thể mua sử dụng trong gia đình. Bởi vì trong gia đình không phải là ai cũng ăn chay trường được hết. Nếu mà mình làm khác đi với 1, 2, 3 người trong gia đình là cái nhà mình ở không có vui được. Cho nên phải tùy thuận ai đó, phải tùy thuận ai đó để cho cái gia đình đó, nó vui vẻ trong cuộc sống. Thế thì chỉ hạn chế cái bất sát sanh đó là hạn chế giết hại trong nhà, còn bình thường cứ mua của xã hội ta làm ra mà sử dụng. Còn cái chuyện như là bất đạo, cái người mình đàng hoàng có tư cách, có lương tâm, có lương tri, tự người ta, ta không ăn cắp bao giờ, không gian tham, không trợ cấp bao giờ. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là nhân đây tôi cũng nhắc đó, các Phật tử làm ơn á, cái vụ mà ủng hộ mà các cái trường của tôi đó, trường Phật học đó, các vị tôi năn nỉ các vị đó, có cúng tiền thì làm ơn là nhận cái giấy giùm cho tôi đi, để rồi về là các vị muốn giữ không giữ là các vị cắt bỏ đâu đó cũng được, nhưng mà ngay bây giờ là phải giữ giùm tôi. Chứ bằng không là tôi giữ cái giấy đó, tôi phải nói rằng là nó sanh ra một cái thứ khổ mà không đáng có. Bây giờ có một cái bà cúng cho tôi hai chục ngàn đô, mà bà biết tôi là người thế nào rồi, bà không giữ giấy. Mà bây giờ tôi gửi thơ lại tới nhà cho bà đó thì được á, nhưng mà lỡ con cháu nó gặp nó nói sao bà cúng giữ vậy bà, sao tôi xin bà có 2, 3, 4 triệu bà không cho, bà cúng cho phải cấp chùa tới 20 ngàn là sao? Thế thì nó bể. Còn bây giờ tôi giữ á thì bà biết tôi rồi, nhưng mà tôi biết đâu bà nghĩ, lâu lâu cái bà nghĩ ra bà nói trời đưa thầy được không vậy, không có lấy giấy vậy đó. Thường thường là người ta sẽ thuốc không đưa vô cái công ích đó, điều đó có thiệt. Có người làm vậy chứ không phải không có, nhưng mà ai thì mình chưa biết, và có lẽ số đó cũng không có đông đâu, nhưng mà thỉnh thoảng có thể có.
Do vậy cho nên là làm ơn giữ dùm cái đó cho tôi yên tâm. Chứ giờ tôi giữ giấy tôi khổ quá rồi. Tôi còn nhớ hoài tôi định bữa nào tôi phải đích thân tôi đem tới. Tôi giả rò tôi thăm ha. Rồi tôi nói bà là bà giữ dùm cái này cho tôi ha. Cất đâu mà cất nha. Còn bằng không á, mà thấy không cần mà sợ nó bể với con cháu á, thì bà đốt bỏ đi cũng được. Chứ để tôi giữ này tôi khổ quá. Mà khổ thì Phật không cho, không cho khổ. Khổ đế phải bỏ đi chứ. Thấy không? Cho nên là các vị cúng tiền là bên nhận giùm tôi. Không phải đợi ít nhiều, không quan trọng. Mà ghi vô đó là cầm giùm tôi cái. Chứ để người ta có quyền nghi ngờ chứ, trời ơi tôi đưa mà không lấy cái đó thì các ông này không lấy, ông xài riêng như thường vậy hả? Do vậy cho nên dứt khoát là phải viết cái giấy công đức. Mặc dù là tôi đã từng giảng ba la mật cho các vị, nhưng mà việc này thì các vị phải cầm dùm cái giấy đó cho tôi. Đấy. Cho nên là cái người mà đàng hoàng á, người ta không sợ. Đàng hoàng với đàng hoàng ta không sợ. Bao nhiêu người đưa tôi, ta không cần lấy giấy, mà tôi năn nỉ phải cầm dùm tôi. Trong nước cũng vậy, ngoài nước cũng vậy. Mà ngoài nước có khi gửi khó ghê lắm, gửi qua 3-4 người vậy, trong ít chữ vậy chứ. Bên Mỹ chẳng hạn thì minh mông trời đất là sao ta đem. Hai nữa là cái người mà ta gửi về ta cúng, ta không biết tên rõ địa chỉ vậy. Mà cái đó là cái khó. Do vậy cho nên là cái bất đạo á, tương đối là dễ dãi. Nhưng mà cũng tùy theo trường hợp. Bất sát bất đạo, còn bất dâm là tứ trọng là vậy đó. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của thế gian. Gia đình tan nát rã rời, cha mẹ con cái hư hao. Cho nên là cái tình ái đó, cái đất, cái tánh hạnh đó, cái đoan trang đó, cái tam tùng, cái tứ đức đó, cái đó quan trọng lắm. Thành ra nó thuộc về tứ mà là gì? Bốn cái trọng giới là phải đoan chánh, phải thành thật, phải là tiết hạnh, phải một vợ một chồng mới dưỡng gia đình có hạnh phúc, bằng không là trục trặc dữ lắm. Rồi cái thứ tư á, thứ ba là gì mà là cái nói, cái miệng của mình ghê gớm lắm. Cho nên miệng là có tạo hóa sinh ra có một cái thôi, mà vừa ăn vừa nói, mà nói thì có âm thanh, thì có chỉ có âm thanh thôi, mà chia ra tới vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, chia làm bốn. Trong cái bốn đó là cộng lại là vừa ăn vừa nói. Thành ra cái miệng ghê gớm lắm, phải giữ gìn cái miệng. Thành ra là trong sách Nho có ông Khổng Tử rồi đó, ổng đi tham quan cái miếu của ông Hậu Tát, thấy có một cái tượng bằng vàng, tượng đồng, ta quấn cái miệng 3 lần, ta tạc cái tượng đó quấn 3 vòng, 3 vòng dây, 3 vòng dây giải để bịt cái miệng đó. Rồi ở sau ta khắc cái chữ đó, cổ chi thận ngôn giả, tức là người xưa người ta cẩn thận lời nói của người ta, cái miệng quấn 3 vòng, sắp nói cái gì phải gỡ vòng thứ nhất để có thời gian suy nghĩ, gỡ vòng thứ hai suy nghĩ nữa, gỡ vòng thứ ba rồi mới bắt đầu nói. Người xưa cẩn thận như thế, còn như chúng ta đệ tử Phật cũng phải cẩn thận lắm. Vô đa ngôn, đa ngôn đa sự, vô đa sự, đa sự đa hoạt. Không nên nhiều lời, nhiều lời là nhiều việc, mà không nên có nhiều việc. Phải có nhiều việc là nhiều lo lắng ưu tư thôi. Cho nên tứ bà là gì đó cũng hay vậy đó. Tại gia thức gia gì đều là phải quan trọng đó. Cho nên sư tử là trống lên rồi trụ bốn chân vững chắc đó, để mà nói lên rằng là mọi người phải giữ gìn tứ bà là gì, 4 cái trọng tội mà con người có thể
tạo ra cho mình. Sư tử ống biểu trưng cho quyết định thuyết. À, cái phẩm sư tử ống này đó là biểu trưng cho quyết định thuyết. Quyết định thuyết biểu chân tăng. Cái bài đó hình như là tôi quên rồi đó. Quyết định thuyết biểu chân tăng. À, hữu nhân bất khả nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấm, trích dịch tầm chi ngã bất năng. Nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vãnh, thích học đòi học lời Phật tổ đã đinh ninh. Diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy tôi không còn gì để nói. Cái bài hay hết sức rồi. Nhất định là phải diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, còn không nói được vậy chắc là tôi không nói. Quyết định thiết để biểu rõ đây là bậc chân tăng, đấy là bậc chân tăng. Và thật sư tử ống là biểu trưng cho quyết định thuyết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ bất biến như như. Cuối cùng là kinh Niết Bàn, nói tới nói lui mà cái câu đó là quyết định thuyết rằng Phật tánh là thường trụ, Phật tánh là bất biến bất hoại. Thế thì bây giờ mình nói một cách gọn ghẽ vậy thì Phật tánh là gì? Thì mình định nghĩa đơn giản là Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có. Cái tánh đó nó không là gì hết. Cái tánh đó là cái tánh sẵn có. Nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái tánh đó nó giống như là cái tánh của hư không vậy. Hãy nó tác động vô trong cái lọ như thế này thì nó là có cái hư không như của cái lọ này. Nó tác động vô trong cái nắp này thì nó có cái hư không như cái nắp này. Nó tác động vô cái bình này thì nó có cái hư không như cái bình này. Còn tự nó thì nó không là cái gì hết. Tự nó là thanh tịnh bản nhiên, không màu, không sắc, không thơm, không hôi, không thúi, không tốt, không xấu, không là gì hết. Đây, cái đó là cái Phật tánh đó, để ví cho cái đó. Thế như không thể thi quần tướng, bất cự chư tướng bất quy, nó như không vậy. Nó không là gì hết, nhưng mà cái gì cũng có thể sanh trong nó. Rồi diệt trong nó, mà hư không thì nó là nó, không bao giờ có sanh có diệt, không bao giờ có thơm có thối có hôi có tanh. Thế thì cái Phật tánh là cái đó. Thế thì cái đó là sao mình biết? Thì biết nó ở đâu? Nó như không là bên ngoài, nó là đại Phật tánh, còn tiểu Phật tánh là nó thâu vô trong con người của chúng ta. Cho nên bữa hổm tôi nói với các vị đó, nói theo y học đông y là nhân thân là tiểu thiên địa, mà còn cái vũ trụ bên ngoài là đại thiên địa. Còn nói theo Phật giáo là cái nhân thân của con người mình đây là tiểu ngũ uẩn, còn cái vũ trụ là đại ngũ uẩn. À, còn nói về Phật tánh á thì con người mình đây nè, đầu óc trí tuệ của trong sáng của con người mình á là tiểu Phật tánh. Còn cái tánh mà thanh tịnh trùng khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng đó là Phật tánh. Phật tánh của đại vũ trụ. Vậy thì làm sao biết trong người mình có? Biết được chứ, nhưng mà biết được là phải tu thiền, phải có thời giờ để tu thiền. Thiền là gì? Tức là các vị phải tu tam muội, các vị phải lấy một thứ tam muội nào đó
Ta mỗi người ta dịch là bất thọ nhất thiết thọ. Các vị phải trao dồi thân tâm, lúc bây giờ thân cũng như tâm đều không thọ bất cứ một thứ thọ gì. Giờ phút đó gọi là giờ phút các vị tu tam muội đó, tu không tam muội đó. Tất nhiên là cũng phải hơi khó đó. Hằng ngày phải có huấn luyện, hằng ngày phải có tư duy, hằng ngày phải có quán chiếu mình mới làm được việc đó. Chứ còn khi không vậy, tình cờ mới quá mà bảo rằng bất thọ như thế thọ, các vị làm không được đâu. Muốn bất thọ như thế thọ, muốn tu cái tâm muội đó, hằng ngày các phải nghĩ tới thế gian vô thường. Có lúc nào các vị nghĩ chưa? Vì vô thường cho nên đất động tùm lum rồi le đó. Đấy, phải thường nghĩ cái đó à. Thế gian vô thường cho nên đất động tùm lum, động khắp vũ trụ, quốc độ nguyên thủy có không? Có, đất chùi, đất sụp, đất lở và đất động. Tại sao vậy? Vì nó rất mong manh. Nó mong manh tại vì nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó rất mong manh tạm bỡ, mục bỡ. Thế là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy. Tứ đại khổ không? Phải thường tư duy quán chiếu. Tứ đại này địa thủy hỏa phong, nếu học theo kinh Lăng Nghiêm đại thừa hơn nữa thì địa thủy hỏa phong không kiến thức. Coi coi nó có phải là cái điều kiện để nó tích lũy, nó sanh khởi ra khổ. Coi có phải vậy không? Nếu mà chúng ta ngó vào, chúng ta sẽ thấy rõ. Nó là nguyên nhân, nó là điều kiện để sanh ra các cái khổ. Nhưng mà cái đó là phải có tu thiền đó, phải tư duy đó. Ngũ uẩn thất đại này là khổ là không? Có sự thật phải vậy không? Cái đó ít có người dám xác nhận. Cho nên nó tương quan nhiều cái hay lắm. Mà muốn xác nhận được cái đó là người đâu phải thường phải hàng phục tứ ma, là phải quán cái tử. Tử ma phải chinh phục được cái tử ma. Chinh phục được tử ma thì mới nhìn rõ được tứ đại khổ không. Mà nhìn rõ thấy được cái tứ đại khổ và không thì mới không sợ. Mà nó chinh phục được cái tử ma. Cho nên nó tương quan tác động, nó chằng chịt các pháp, nó hay lắm. Nhưng mà phải tu thật. Phải có bồi dưỡng, phải có uống nắng, phải có trao dồi. Chứ còn mình không có làm thì mình nghe cái này không hiểu, không hay đâu. Ngũ ấm vô ngã có không? Có đấy chứ. Ngũ ấm này nè, sắc ấm, làm gì có ngã? Sắc ấm là cái gì? Tìm cái gì để làm sắc ấm này? Tìm không có. Không có như vậy là sắc ấm vô ngã. Thọ ấm, thọ là thọ gì? Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Ba cái thọ này nó là cái gì? Nó không là cái gì không? Đố ai tìm, đố ai tìm ra, đố ai thấy nó là cái gì, đố ai cầm nắm bắt nó được là cái gì. Thế thì thọ ấm vô ngã. Tưởng tượng cái hình ảnh của người thương, người ghét, người vui, người buồn, buồn giận, cái đó ở đâu? Không cầm giữ nó lại được. Nó trôi qua theo thời gian, trôi qua như nước chảy qua cầu. Thế thì là tưởng ấm cũng không tặng. Hành ấm là sự biến chuyển, ai nắm giữ nó được hồ năng. Còn thức ấm, thức ấm là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô, ba đời cầu cái tâm, tìm cái thức, cái hiểu biết của mình là cái gì, không bao giờ có. Cho tới đem tâm tìm cái vọng, vọng cũng không có. Vọng là cái tâm sở hữu của tâm, của thức cũng có. Thế thì mình thấy cái tính chất là vô ngã, vô thường là không của nó rồi. Thế thì là mình tu cái tâm muội á, là phải thường tư duy quán chiếu các cái đó. Bây giờ mình ngồi lại, cái thời gian đó mình ngồi lại, hoặc là có thể nằm cũng được, kiểu nào đó mình nghĩ ngợi lại rằng là sự thật,
ngủ quẩn thế gian vô thường, quốc độ mười thế tứ đại có không ngủ ấm vô ngã là đúng. Do vậy cho nên là tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, tâm là nguồn ác, hình là cái điều kiện để sinh ra tội lỗi khổ nào. Nhưng mà tri nguyên ra nó không có là gì hết, nó không có là gì hết, ngủ ấm, vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là không có là gì hết. Thế thì mình tư duy như vậy là mình mới thấy rõ rằng trong con người mình đã có cái tiểu tâm, cái tâm mũi đó, rồi mình mới thấy là cái tiểu Phật tánh đó, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là ở trong con người của mình. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó không mừng, không giận, không thương, không ghét và không mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn gọi là bảy cái tình đó, thật sự là mình tìm nó không có. Đấy, thế thì cái đó đó, cái mà hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng đó là Phật tánh thường trụ đó. Cái đó là Phật tánh đó. Do vậy cho nên Phật tánh cùng với cái tánh của chúng sanh không hề khác nhau. Chỉ cần biết thì nó không khác nhau. Giống như sống, sống như nước biển, như sống biển vậy. Sống biển lăng nhăng ào ạt, mà nếu sống biển mà biết rằng là mình chính là nước thì sự thực sống biển là nước biển. Và nước biển tưởng là cái gì ở đâu, nghe gớm xa xôi, chứ kỳ thật là nước biển không rời sống biển. Cho nên cái phàm phu tánh mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó nằm ở trên cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì cái mà không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là cái thể thanh tịnh bản nhiên, giống như nước biển vậy, là nước biển phẳng lặng như tờ. Còn cái ào ạt lô nhô gọi là sống ngoài còn bóng bọt, chẳng qua là cái duyên sanh, tùy duyên sanh khởi của nước biển mà thôi. Cho nên cái tâm phàm phu của mình mà mình biết tư duy, mình quán chiếu, mình dòm vô, mình sẽ thấy được cái Phật tánh bất biến trường cửu vốn có ở trong con người của mình hàng ngày vẫn có. Còn như bên ngoài vũ trụ, đại Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà kinh điển ta gọi là thí như hư không, thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng pháp quy. Hư không không là tướng gì hết, nhưng mà tất cả sự vật hiện tượng duyên khởi hình thành trong đó, kể cả mùi hôi, mùi thối, mùi thơm, kể cả màu sắc bông dành đỏ trắng, tất cả đều sinh trong đó. Nhưng mà hư không không là cái gì hết, nhưng mà các cái đó không rời hư không. Phật tánh của chúng ta cũng vậy, trong cái vui mừng buồn giận thương ghét của chúng ta hàng ngày, cái đó không rời Phật tánh vốn có của chúng ta. Cái đó từ cái Phật tánh vốn có thanh tịnh của chúng ta mà nó duyên khởi, mà nó hình thành đó. Do vậy cho nên chúng ta chỉ cần tu tập cái pháp môn gọi là tánh thức. Chứ tánh là tánh giác chiêm bao, chữ thức là thức giác. Pháp môn tánh thức, mình phải thức cái giấc chiêm bao, phải tánh cái mộng mị, thì mình sẽ thấy được Phật tánh. Mình hàng ngày mình không có tánh đâu, hàng ngày chúng ta không có tánh thức. Chúng ta sống trong mộng mị mà chúng ta tưởng rằng chúng ta không có mộng. Hàng ngày chúng ta sống trong mộng và tưởng, cảnh vật hoàn toàn không mà thấy có là mộng. Còn cảnh vật là giả có mà chúng ta cho là thật, đó là tưởng. Thì theo giáo lý đạo Phật, hàng ngày chúng ta sống trong mộng và tưởng, mà chúng ta tưởng là chúng ta thức, thức chúng ta tưởng là chúng ta tánh mộng, chúng ta tưởng là chúng ta thức giấc ngủ, thì kỳ thật là chúng ta vẫn còn ở trong giấc ngủ, chúng ta chưa phải là người tỉnh mộng. Cái đó khó đó nha. Tất cả chúng ta không biết mình là người đang nằm mộng, và tất cả chúng ta ngồi dậy thì ai nói mình ngủ chứ?
mình tới đó là mình thức. Nhưng mà kỳ thật cái thức của mình đó còn nằm ở trong cái giấc mê. Mình nằm trong mê, trong mộng. Cái đó khó. Cái đó phải thường tư duy quán chiếu. Cảnh giấc hoàn toàn không mà mình thấy có được. Thực tướng của nó là không mà mình thấy là có. Thế là mộng rồi. Giờ cảnh giấc hoàn toàn là giả có, mình lại cho là thật. Mà cõi đời này mà mình học Phật thật á, thì là cảnh giấc này là cõi đời này là giả có, mà mình cho là thật. Còn thực tướng của nó là không, mình cho là có. Thế là mình chưa tỉnh và chưa thức. Nghe như vậy, hiểu như vậy, nhận thức như vậy rồi mình quán chiếu, mình tư duy lại coi. Thấy được cái đó, gọi là mình có thiền định đó, có tâm mũi đó. Rồi mình thấy được Phật tánh ở đâu, có thật hay không có thật. Phật tánh một là ở trong đại vũ trụ, hai là ở trong tiểu vũ trụ, là trong con người của chúng ta. Nó ở trong đại ngũ uẩn, mà nó cũng ở trong cái tiểu ngũ uẩn. Tức tiểu ngũ uẩn là con người của chúng ta. Y học đông y thì gọi tiểu thiên địa là con người này, còn đại thiên địa là cái vũ trụ. Chúng ta phải thấy cho rõ hai cái đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, như là thường trụ bất biến. Như câu đó để ý đó. Này Thiện Nam Tử, Đức Phật giải tiếp: hàng thanh văn duyên giác, dù gần gũi Như Lai vô lượng kiếp, nhưng không thể là sư tử hống. Câu này Như Lai cứ rầy quở như rỡ rầy quở hàng thanh văn duyên giác. Chúng ta để ý đấy, quở hàng thanh văn duyên giác, chứ kỳ thật là còn đánh đòn chúng ta nữa cơ. Hàng thanh văn duyên giác mà còn bị quở như thế, còn như phàm phu tục tử của chúng ta là còn đánh đòn bằng roi thật, mà cũng biết chưa có tỉnh hay chưa nữa cơ. Hàng thanh văn duyên giác các ông gần gũi như Lai dầu vô lượng kiếp, nhưng không thể là sư tử hống. Ghê gớm chưa? Giáo lý đại thừa không dễ nghe nha, mà nghe được là đó là cái học giống đại thừa, là sư tử hống. Sư tử hống là người mà có học giống đại thừa. Cho nên cái này tôi nói toàn thể đại chúng để ý. Đừng tự ti mà cảm. Nếu mình thật sự mình chưa tiếp thu được thì mình phải chịu khó lắng nghe, rồi chịu khó tư duy, chịu khó quán chiếu. Chứ hàng thanh văn duyên giác mà còn bị rầy mà chúng ta thì làm sao mà không bị rầy được. Thập trụ Bồ Tát nếu tu hành thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, nên biết rằng đó là sự tự hống. Bởi chúng ta học cái phẩm thánh hạnh rồi, phẩm phạm hạnh rồi, phẩm thiên hạnh rồi. Đức Phật giải tiếp: toàn thể đại chúng nên biết Bồ Tát sư tử hống nay muốn làm đại sư tử hống. Đại chúng nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Bây giờ phải tôn bảo sư tử hống Bồ Tát. Này Thiện Nam Tử, ông muốn hỏi điều gì? Giờ đây ông có thể tùy ý nêu ra. Sư tử hống Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, thế nào là Phật tánh? Do nghĩa gì mà gọi là Phật tánh? Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? À, câu hỏi cũng khá rắc rối đó. Nếu chúng sanh tất cả có Phật tánh, tại sao chẳng thấy được cái Phật tánh của tất cả chúng sanh?
Thành ra cái chỗ này thế nào, cái nồng cốt ở chỗ này thế nào, Đức Phật cho biết rằng á, cái thực tướng của tất cả giảng pháp á là vô, không có cái gì có tướng để gọi là thấy. Thì Phật tánh thì làm sao mà đòi thấy cho được? Thực tướng của giảng pháp, của vũ trụ ba la, hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, vô tận, đều không hề có cái tánh gì. Ba cái tánh của những thức học: sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhân tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Cho nên là tướng vô tánh, tánh vô tánh, xa lìa cái tánh chấp ngã pháp, mà có gọi là cái tánh viên thành vậy thôi. Xa lìa tánh biến kế, xa lìa tánh y tha khởi, dựa trên hiện tượng sự vật mà thấy, xa lìa nó đi. Vì hiện tượng sự vật là cái tánh nhân duyên quả mà sanh, ta gọi đó là y tha khởi. Y tha khởi đã là không thiệt, đã là nhân duyên quả mà sanh, vậy mà chấp đó là thiệt, đó là tánh biến kế. Mà tánh biến kế thì dựa trên cái tánh chấp sai lầm của ý tha mà có, thế thì biến kế là không có, không có tánh biến kế. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, cái tánh gọi là ý tha khởi đó, sự thật là trùng trùng duyên khởi, tác động tương quan mà thành ra, chứ không có một cái dữ kiện nào, một cái chất liệu nào để làm ra vạn pháp. Do vậy cho nên nó không có cái tánh tự nhiên, nó không có cái tánh bản ngã, không có cái bản ngã chân thật của nó. Thành ra cái tánh y tha khởi cũng không có tánh. Thế thì tu hành đòi để mọi người để hướng về cái tánh gọi là tánh viên thành chứ gì? Cái tánh gọi là viên thành thật cũng không bao giờ có. Do vậy cho nên duy thức học ta xác định là sơ tức là biến kế đó, thứ là y tha, hậu là tánh viên thành, sơ tức sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, không có cái nào có cái tự nhiên, không có cái nào có cái bản chất của nó. Hậu do viễn ly tiền, do xa lìa hai cái trước mà gọi là viên thành vậy thôi. Cho nên học đạo đi, tất cả tôn, tôi nói đó là duy thức tôn đó, ta phủ định không có cái tướng gì để gọi là mình phải xa lìa đâu. Không có tánh gì là có tánh đâu. Thì ở đây Phật tánh làm sao mình đòi hỏi có được? Thật tướng của giảng pháp Đức Phật cho biết, kinh rõ nhất là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Thật tướng của giảng pháp là vô, mà vô đó là chân lý cùng cực của hiện tượng giảng pháp. Bởi vì hiện tượng giảng pháp là không, vô tướng về vô, vô tác, vô tác vô tướng, cuối cùng là không. Thế thì ông đòi hỏi Phật tánh, ông đòi thấy là sao thấy? Đấy, cái chỗ đó phải đi sâu vào chỗ đó. Cho nên câu hỏi này tự mình học rồi đó thì mình tự đặt được hết. Tại sao mọi người đều có Phật tánh thì chúng con lại không thấy Phật tánh của mọi người? Ồ, thế là Như Lai nói từ lâu rồi, tại ông quên đó chứ. Trên đời này không có cái gì, không có cái gì có cái tánh hết. Thì ông đòi thấy Phật tánh là sao? Do vậy cho nên Phật tánh nó là cái liễu nhân, chứ không phải là nó là cái duyên nhân. Ông mà ông hoàn toàn thanh tịnh tâm hồn của ông rồi, là tự ông sống trong cái bản thể chân như hoàn toàn thanh tịnh, khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cái đó không là cái gì hết ông à. Vì nó là liễu nhân chứ không phải sinh nhân, vì nó phải là vật chất. Hết giờ, chỗ này sâu nha, phải tu tập thiền định mới thấy được. Tôi đề nghị sau này á, mình học cái kiểu thiền sư nhất hạnh đó, khi nào mình phấn khởi rồi mình nói quá độc đáo cái mình làm về nè. Là về đẹp lắm nha.
Hôm nay tôi đề nghị học trò trong lớp á, khi mà cái tưởng độc đáo là cái là đưa tay lên, các chị đưa tay lên thử cái coi, đây nè, làm gì nè, đó tỏ vẻ phấn khởi đó, đẹp đó. Chứ học trò học mà có lúc họ hấn khởi rồi họ cũng hét lên cái là họ vỗ tay đó, nó giống thế tục. Mà mình học cái này là mình thấy hứng khởi, cái mình đưa tay hết giờ mình đang chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp muôn vô lượng, học mở Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ sinh ngày rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Trầm luân
lặng yên nhưng bao dung muôn loài sao